Mới đây, bà Xuân của Hương Vị Tình Thân, diễn viên Quách Thu Phương đã tiết lộ nhiều điều thú vị về vai diễn của mình. Một trong những tiết lộ gây sốc của nữ diễn viên là khi cô nói rằng trong phần 2, sự phẫn nộ, ghét bỏ, bực tức của khán giả với nhân vật bà Xuân chắc chắn sẽ tăng lên. Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, Phương tin chắc rằng sang phần 2 khán giả sẽ không thất vọng đâu, bà Xuân tiết lộ. Có thể thấy ở phần 1, nhân vật bà Xuân đã nhiều lần làm người xem phải tăng xông, sôi máu với những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Nếu phần 2, cấp độ này còn tăng lên thì hẳn khán giả sẽ phải chuẩn bị tinh thần mà thử sẵn thuốc trợ tim khi xem phim. Ngoài ra, tiết lộ này cũng cho thấy ở phần 2, bà Xuân sẽ còn tiếp tục phản đối câu chuyện tình yêu của Long, Nam đến cùng, và đôi trẻ sẽ còn rất nhiều chông gai mới có thể đến được bên nhau. Chia sẻ thêm về vai diễn bà Xuân, Quách Thu Phương nói rằng đây là bộ phim đầu tiên mà cô thể hiện một vai diễn khác hoàn toàn so với những vai trước đây mình từng đảm nhiệm. Nữ diễn viên cũng hé lộ những cảnh quay bị mẹ chồng đánh trong phim hoàn toàn là cảnh quay thật và khiến cô bầm dập không ít. Nói về việc bà Xuân bị khán giả mắng chửi, Quách Thu Phương bình tĩnh đón nhận, sự phản ứng đó có nghĩa là mọi người đang quan tâm tới bà Xuân, đang yêu quý bộ phim. Mặc dù sự yêu quý đó là những cục gạch, viên đá, là những lời cay nghiệt, làm tổn thương, nhưng có lẽ đây chính là niềm vui của người nghệ sĩ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.